Con sẽ trao, con sẽ gửi cho cụ, vô cùng cụ dùng để uống cà phê. Cụ nói chị, cụ uống nước thôi. Thì cụ dùng uống cà phê, đây là con gửi tiền cho cụ, số tiền 700.000 đồng. À, với lại quà của chú Hùng. Chú Hùng ở Mỹ, gồm có 2 thùng quà này. Xin sang bả lên quăng quên thả gen xả lên đăng băng thăng phong. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì vừa rồi Bùi Hồ mới qua một cái con đò để tìm về huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp, tìm về ông cụ sống cảnh màn trời chiếu đất, thành thạo các tiếng trong kinh nhà Phật, ba thứ tiếng trong kinh nhà Phật. Hôm nay tìm đến đây đến hoàn cảnh của cụ. Hôm nay thì Bùi Hồ có gặp được cái xây lên một cái miếng đan giống như là một cái chỗ ngủ. Dạ con chào cụ. Dạ cụ sao ở đây có miếng đan của mình đó hả cụ? Dạ nghe đó, cái cô ở chỗ đâu biết đâu biết mà cậu xuống cậu xây đó. Dạ. Ủa sao cậu không lên cái miếng? Cái chưa có làm, cái đó chưa có làm, mới xây. Rồi còn lớp gạch bông xi măng rồi còn bị làm cái đó mới xây đó, chưa tô cũng chưa rồi nữa. Còn làm nữa. Dạ. Nó làm ban đêm nữa. Cái chỗ của mình nè là xây lâu chưa cụ? Cái này hả? Dạ. Cái xây tô mấy bữa ngày xây gạch này nè. Cái này mới làm khoảng 2-3 ngày nay. 2-3 ngày nay. Cái này là cụ muốn ước muốn như vậy hay sao, hay là cô đó tự xây? Tôi không có cho làm hôm đó, hôm có 2 tháng chạm đây cũng có nhiều cái giả đây đem máy quay phim rồi đưa lên mạng rồi đó. Dạ. Rồi cổ mới coi trên mạng cũng thấy. Dạ. Cổ thấy thì cổ mới xuống tìm xuống đây tìm có cho cái địa chỉ đó. Dạ. Rồi đem theo cái địa chỉ xuống đây mới gặp tôi ở chỗ đó, ở trên đó đó. Dạ. Đó là hôm đó cái miếng đan của nhà nước lót cái lỗ đó đó, còn dạ. Miếng đan đó. Dạ. Miếng đan từ đó đó này. Rồi làm con lỗ này nó mới móc cái con lỗ cũ cái đan đó thấy qua hai bên đó. Dạ. Rồi ở trên miếng đan đó mà. Ở trên miếng đan đó mà trời mưa. Hồi làm nữa chứ giờ trời mưa rất dã, mưa lên đó ba cái cát nó gã rồi nó tuôn xuống. Cậu đều đầu hết, thiếu hết. Dạ dạ. Rồi mưa đó tôi mới đậy hết kênh sách đồ đạc đậy hết trơn rồi tôi lên trên lỗ. Lên trên cầu thì đó nó đá không á. Dạ. Khúc đá đó lên đó ngủ là. Rồi mai mốt mình sẽ che cái miếng che lên hay sao cụ? Cái này hồi đó mấy ông đây là một lần trước có mấy ông kia, ba bốn ông kia lại bạn cánh làm che cái chai đặng mà đựng cho tôi ở mưa đừng ướt á. Dạ. Tôi không có cho làm, tôi nói làm ở đây cái trên lộ cái miếng đan đó là đất của nhà nước. Dạ. Còn đó là đất của người ta, mình ở tạm thôi chứ mình che cất không được. Dạ. Ta cũng có hỏi cái mấy ông đó có hỏi chủ đất à. Dạ. Hỏi chủ đất để cho tôi ở đó, ta cũng cho. Nhưng mà tôi cũng cho, tôi nói làm vậy tôi ở đây cũng không có được. Ở đây là chỉ tạm, là tôi ở là 30 năm nay là tôi ở là lưu lạc. Sống tạm thôi. Dạ hôm nay con quay trở lại con thăm cụ thôi. Con thấy cái ở trên cái phần mà đan như thế này
con thấy nó so với lúc trước á, thì nó đã cao ráo hơn và bằng phẳng hơn cho cụ. Nhưng mà con không thấy cụ nằm trên đó, mà cụ lại xuống đây chỗ đất này. Bên đây là đất nào nằm ở trên cái tấm xốp, tấm xốp như thế này. Cái này đúng không? Dạ. Tạm thời ở đây ngủ đây. Ở đây ngày đi ở đây là gì ở đó chưa có làm. Dạ chưa xong. Chưa có xong. Dạ. Thì làm đó chứ còn cái thằng thợ này nè, nó còn làm mướn cho người ta nhiều chỗ cái nó. Cụ con thấy một cái cuốn kinh của cụ nữa kìa, cụ để trên đầu cụ nằm luôn hả? Dạ, cái này để đọc để tụng đây, còn tối ngủ mình làm đây à, cái này dễ bên này, À tối ngủ mình nằm ơi, cái miếng này bụi không cụ? Cái năm cái đầu đây là làm đây, toàn có nhiêu đây hả? Dạ. Không có nhiêu đây. Rồi bên đó làm để kinh bên đó. Dạ, để vô cái bọc. Để ở đây nè, để đây đi, bị trời không mưa đó. Dạ. Để ở này vậy đó. Dạ. Trời không mưa thì mình cứ để bình thường, mưa cho, thì mình để vô mưa, bọc. Đây, mưa. Có nhiều mà khách làm phương vậy đó. Dạ. Có cái đến đây mua cho tôi cái thùng đựng kinh đó. Vậy là có mua đó, để trong thùng. Cái tủ này đây mua cho cụ để cụ đựng kinh. Ba ngăn này. Ồ vậy là cũng tốt quá. Tôi còn cái này là mình vẫn để chén đâu đó hả cụ hả? Để vật dụng. Cô có đồ cũ á, chỗ đất này đó. Rồi cô không xài nữa, bị ba mươi năm không xài nữa. Con thấy mấy cái này nó cho. Mấy cái bọc nè cụ gỡ ra bớt để thôi, bụi bận quá, bụi bận quá nè. Rồi rồi. Tôi để đồ đạc rồi. Dạ. Cụ sáng nay cụ ăn cơm với gì? Không có ăn cơm, tôi uống rồi, không à. Cụ ăn gì? Con thấy đằng kia có cụ có nấu kìa. Cái đó là đồ của người ta cho. Dạ, bây giờ con lại con coi đứng nghe cụ. Cụ người ta cho đó, dạ cụ nói là cụ không có ăn cơm đó, đồ ăn thì nó ăn cái dĩa nè cụ, quá anh chị thấy không, đũa thì cụ để dưới này luôn nè đó này cụ ơi. Cái này là món gì đây cụ? Ăn rồi hết, còn cái đó người ta bỏ. Trời ơi. Bỏ rồi người ta cho. Sau đó là chút chó rồi nó ăn rồi. Rồi tôi tiếc người ta bỏ rồi tôi mới lấy rồi đây. Nhưng mà hâm đó để cho được kêu á. Này là mắm hả cụ hả? Cái đó họ nó ăn mà chủ nhà nó ăn đã nấu mắm mà nấu lẩu mà lẩu mắm mà cái giò đó. Dạ trời ơi. Rồi ăn hết rồi, còn cái nước. Rồi cụ hâm lại cụ ăn hả? Dạ, hâm lại. Cụ hâm lại cụ ăn hay gì? Hâm lại là để mà có rau mình chấm rau được ăn. Bùi Hồ không biết nói sao luôn cô bác anh chị. Mà tôi ít có ăn một ít người. Đó, uống đó mà. Cái đó nhìn cái này nó rất là bẩn, cái những cái miếng này nè. Cái này của cụ nữa nè. Ôi cụ ơi, cái những cái món này người ta bỏ thôi, cụ đừng có ăn nữa, nó gây cụ đau bụng rồi đó, nó không có. Tôi á, mọi người nó cho, mình tiếc hâm cho nó đừng thiêu, bởi vì nó lạc, anh cho hâm đừng thiêu, chứ không hâm thiêu nhất à, rồi để đó, chứ đi, tôi đâu có ăn cơm, để đó chứ, uống không hả, dạ. Cho mấy gại để đó, uống với cái tủ, uống đá vừa con, có cà phê đá rồi đó. Hôm trước thì con lại cụ con gặp một lần là cụ ăn với gà người ta chết đó, rồi cụ nấu rồi hôm nay đó, một lần này nữa cái lại đó, đây gặp cái cảnh cái như thế này là, nữa không cái có xót xa cũng buông tay cho nó đó. Gà chết rồi người ta mần rồi ta không có ăn, bị gà chết không ăn rồi ta đem ta cho dạ. Tôi ở đây không có chứ. Cô hồi hôm nay thì không mưa, cái chỗ của mình nó vẫn khô ráo, vẫn khô ráo ha cụ ha. Không mưa chứ cũng mà ở đây cũng ông có mưa một lần, mưa ba đám nữa rồi tới nay khỏi đỡ, cũng có mưa. Chứ mưa thì đầy đồ đặt đây lên hết chứ, ướt hết. Dạ, dạ. Tôi thì tôi lên trên lộ chảnh
đá không chứ rồi đây không có được. Cái này sình sông mưa nó rơi lắm chú không có thể đi được đó. Cụ đi ơi. Dính giò. Dạ, cái này là gì đây cụ? Cái này sách học á. Cụ học á hả? Ngoài, cái này tiếng Thái. Cụ học mấy tiếng này hay sao? Dạ, tiếng Thái dạ. Dạ. Cái này là cụ tự học hả? Dạ tự học. Cái này là cụ ghi ra. Dạ. Này, cụ viết lại đi hả? Dạ viết lại cái này kia thì viết. Dạ. Dạ. Cụ tự dạ. Viết lại. Dạ. Viết còn lại. Sách này ở đâu cụ có? Sách này có tôi ở chùa đó. À, có bạn dạ. Đã đồng đạo mà mấy đi chư tăng cái người Thái. Dạ. Người Thái người bên Thái Lan bên Miến Điện Ấn Độ rồi gì. Miên gì à, cụ đổ, đọc nước, ừ, cụ đọc mấy chữ này cho con nghe với nè. Đây kiến của cụ đây. Rồi kiến cháu. Mỗi lần lại đây con thăm cụ lại đây là lần thứ hai sau khoảng. Tôi nói năm... tôi nhắc tôi mới nhớ tôi không có biết ai bị ở đây dạ. Lại. Bị rất khách năm vô, đến đọc. Đến ngày hôm nay con quay lại cụ là đúng 52 ngày. 51 ngày 51 ngày 52 ngày á. Hôm nay quay lại cụ lại vẫn kêu nó nhờ cụ đọc cho con nghe. Dạ. Cái này sách này mình để mình học cái tập viết tập đồ còn cái là cái kinh sách dạ. Cái này là cũng kinh của Thái á. Dạ. Cái này kinh sao này là kinh của Thái kinh tụng cái này kinh lễ tụng dạ kinh tụng à. Cái này tụng tiếng Thái còn là kinh Thái đúng không à, bây giờ cụ đọc cho con nghe nghe cái đoạn này mà này. Dạ. Nè. Xin sang bả lên quăng quên thả gen xả lên đăng băng thăng phong thâm răng huynh phân khinh con đòn khinh vung linh côn can ngao bông lan đương ta tuôn gia sùng vòn lăng tên lon phung lụng khương lon ren tạ khen thông ban tròn an can kênh xiên đăng rương rau qua quăng quyền xâm lương thôn thên lâm liên mương mon quan riêng phân xiên nang sen không phèn mương thân tròn phèn tiền tú yên tua khiên mũ có lạ sen dạ dạ được rồi cụ như cụ dịch ra cho con được không à, cái này á dạ. cái này mình học cái tiếng Thái mình cái này chỉ học cái đi ra thôi. Còn nghĩa nó là cái này là không có dịch ra tiếng Việt mình. Cái tiếng Thái mình dịch ra tiếng Việt có từ điển đó. Dạ. Có từ điển nó dịch ra cái đó dịch cho mình biết. Cái chữ này là cái chữ này là như nó này là cái này cũng dịch mà nó này cũng có chưa dịch tiếng Việt đó. Đó. Cái này cái nghĩa của nó nè. Dù cái này là cái chữ đó đây nhưng mà cái này mắc dịch là tiếng Việt rồi mình không biết tiếng cái nghĩa tiếng Thái mà không biết là dịch tiếng Việt còn để biết mà cái này nó cũng không có dịch tiếng Việt dạ. Vì cái sách sách cái tiếng ngoại này nó có cuốn những sách nó dịch ra tiếng Việt mình nó biết dạ. Chứ còn cái này nó cũng dịch là cái này là cái nghĩa của nó đây là nó có chữ này thì nó dạ. Cái này nè chơi chú muốn biết tiếng Việt á thì tôi dịch ra tiếng Việt chú dạ. Mới biết dạ. Cái này dạ. Cái này nó không dịch tiếng Việt cái này để thấy hình cho chú coi cái thấy hình này là chú biết hình hay sao chứ còn dạ. cái tiếng Việt dịch ra mới biết đó, tài sản của cụ là chỉ có mấy cuốn kinh tiếng Thái đâu nè dạ. Cái cuốn kinh của tiếng này là tiếng gì hôm trước cụ đọc cho con quên nè Ấn Độ với Bali à. Còn cái này là tiếng tiếng Thái à. Thái cái này kinh tụng dạ nè cái này nè cái này là
tiếng này là tiếng chữ này là chữ tiếng tiếng Sri Lanka, còn cái này là Bali nè dưới đó. Dạ. Rồi cái này mà những người mà tụng mà biết tiếng Bali á tụng cái này. Dạ. Tụng cái này. Còn cái này biết cái tiếng cái tiếng này mà ở trên này cũng một đứa, cái này là tiếng Sri Lanka đó. Dạ. Là tụng tiếng trên. Tôi tiếng nào tôi cũng biết hết. Tụng sách mà cái Bali nè là tôi cũng biết. Cái này mà tôi biết tiếng trên cái tiếng ngoại trên này á, hai nước. Dạ. Trên này tôi tụng ở trên không mà hỏi tụng dưới. Dạ. Là đây là cái tiếng Bali ở dưới nè. Đó. Đó nó nè. Dạ. Nó bản đó, Bali nè. Dạ. Nè, cái này tụng không. Cái này Phật thuyết pháp, cái này là Phật thuyết pháp, bên này mình tụng. Dạ. Đó. Còn cái chữ đó. Cái chữ này nè nha. Dạ. Cái chữ trên đó nha. Là đây nè. Là kinh nè. Dạ. Dạ. Cái này mấy bài kinh này cũng có 5-6 bài. Nó qua tới đây rồi. Nè, đó đây nè, đây nè. Cái này động mà động cầm cuốn kinh động chứ còn thuộc lòng rồi. Không thuộc nổi. Cụ ơi, cái áo của cụ là mặc này, áo này là của Phật hả cô? Của này, những người tu sĩ hả? Tôi ở chùa đó. Dạ. Ở chùa là mặc cái này không. Dạ. Ở chùa mà những người tu năm mà có đức hạnh, có giới lực đàng hoàng. Dạ. Có cấp bậc á thì đắp y, còn y không mà không có quần áo nữa. Dạ. Còn vô mà 5-7 năm mà chưa có cấp bậc, chưa có giới hạnh, chưa có gì hết thì dạ, cũng không có mà được mặc, cũng mặc quần áo rồi. Dạ. Mặc quần áo đồ trắng hay là hoặc con này là cụ mới được mặc đó phải không? Có lên tôi mặc, tôi ở chùa là tăng đi, ở chùa là các chơi tăng đi là có mình tôi là cao cả hết. Dạ. Những người kia còn thấp, nói gì đạo hạnh nè, nói gì giáo lý Phật pháp, là nói gì kinh pháp là non lắm, còn thấp. Dạ. Kém như tôi sai lắm. Cụ ơi, hôm trước con thấy cái áo của cụ á, là cái áo ở trong là màu này là màu nâu xám nâu, ở ngoài màu vàng, bây giờ cái áo ở ngoài này nó màu đỏ là sao cụ? Cái này à? Dạ. Cái này là chỉ tạm thời, bởi vì đồ của tôi là y của tôi là nhiều lắm, nó có thể nguyên một bộ y, một bộ dưới cái người đời của mình gọi là cái quần đó. Dạ. Thì trong đạo thì các bậc ngày xưa gọi là cái y. Y. Dạ. Dưới, y dưới rồi y trên hai cái. Dạ. Rồi y dưới là ở dưới mặt, ở dưới một cái rồi cái y trên mặt cái y trên này, còn cái này là cái hầu sắc, cái này là mặt ở ngoài, cái này mặt ở ngoài, cái này là mặt ở ngoài là hầu sắc, cái này mặt ở ngoài, cái y ở trong, cái này mặt ở ngoài. Dạ. Cụ ơi, con hình như là con mới biết được thông tin là cụ đi đứng rất là khó khăn hả cụ? Vâng, bởi vì đi không có được. Dạ, cụ có thể đi lại đó cho con thấy không? Cái việc đi đứng của cụ khi mà cụ không có... Tôi mà bị cái giò này nó gãy á chú. Dạ, dạ. Cái giò này nó gãy, cái vương chỗ, cái đùi của lẳng này nó bể nát hết trơn. Dạ, cụ có... Bể nát chú gì, dạ. Bể nát rồi. Bây giờ không cái giò này không đứng được, bị đâu có ngay được. Dạ. Cái giò đó vậy á, không thì nó còn có cái giò này cử động được thôi. Dạ, cái đâu giò này nó bị liệt rồi, nó bị nếu như mà sau này cái bậc thềm đó cụ đi sao, bây giờ cụ có thể đi lên bậc thềm đó cho con coi được không? Bây giờ ở đâu đi cũng được, bây giờ tôi lên trên mấy cái nhánh ngãn trên cây cũng được, là gì đi bằng hai cái tay. Dạ. Ví dụ như tôi bước lên cây đó là lấy tay nắm mình không có mình lên. Dạ. Chút cái mình lên. Ê, con như mấy người ta đu gì đó con nghe nói còn đó, đi di chuyển như đây ra lộ hay là đây tôi ra sông cái nha, đây ra bến đò. Dạ. Thì đi bằng hai cái tay, còn cái giò là để mình kéo nó theo. Dạ, đâu cụ có thể đi cho con coi, cho cô bác anh chị được xem á. Bây giờ cái cách đi của cụ rất là khó khăn. Em đứng không có được, đứng không có được, không có đi được. Rồi bây giờ cụ mai mốt cụ di chuyển rồi sao? Đâu cụ đi con coi với. Thì ở đây tôi ra đường rồi đi tham gia rồi đi cùng vừa cũng như bằng đây rồi đi ra cũng khoảng vài trăm thước. Dạ, tại vì con sợ. Cũng bò đi hai cái tay con ạ. Dạ. Tại vì con sợ cái bậc này nó cao quá nè. Đâu cụ có thể đi lại cái bậc đó chứ con coi. Cái đó cũng chưa có cao gì đâu. Dạ. Cao như vậy lên cũng được, như vậy là nó lên cũng được cả mấy khoảng chừng một thước hay là 50 đó một thước.
hay là hả, cứ chẳng hạn dùng một cái máy coi lên cũng được, bởi vì mình còn hai cái tay, mình hai cái tay dùng hai tay để mà con thấy chịu, chỗ cụ cụ chống hai tay không phải không cụ? Rồi cụ chống đi, sao đâu cụ đi sao? Đi bằng hai cái tay vậy nè. Vậy đó, cô đi vậy đó hả? Đi vậy đó. Nó là nó đi vậy chứ còn tôi nói là bò. Dạ. Chứ còn đâu có đứng được. Cái giò này phế rồi. Trời ơi, nói của anh chị thấy không? Tại vì Bùi Hồ thì nghe nói lại thôi. Ôi ơi, là cụ đi mỗi lần là cụ đi chỗ nào là cụ cũng đi như thế này đó hả? Đi như thế này. Để đi. Tôi có đi nhiều kiểu lắm, đi kiểu này nó mỏi, đi cánh khác. Dạ. Hoặc là mình đi vậy nè. Cái đó là việc di chuyển hàng ngày của cụ á. Dạ. Dạ. Được rồi cậu ơi, rồi khó khăn quá. Bây giờ có ví dụ mua một cái cây, một cái cây chổi cho cụ chổi có nổi không? Cây cầm cái đi á. Cái đó là rất dễ rồi, cái đó là dùng được đi được, nhưng mà tôi cũng không có cần cái đó, bởi vì á. Bây giờ tôi bị tàn phế rồi, nhưng mà mình dùng cái khả năng của mình, cái sức mạnh của mình, chứ không có sử dụng sự trợ giúp của vật thể bên ngoài. Cái sức tưởng tượng của mình muốn làm gì tôi làm, chứ còn không có đứng không được. Rồi. Chứ bây giờ cụ đi lại đi, nắng á cụ ơi. Cái chớn á. Dạ thôi cụ. Cái chớn cái rồi mình lên. Chứ còn xuống đất khỏi. Cụ vô đi nắng, nắng. Không phải là mình yêu cầu cụ đi khó khăn vậy mà nói với cô bác anh chị là để cho cô bác anh chị thấy cái tôi đi như thế này. Dạ. Thấy cái sự di chuyển của cụ rất là khó khăn á. Chứ còn không có đi vô chú được. Dạ. Còn không thấy đi dài. Là bình thường mình di chuyển vậy đó hả cụ? Đó là đi gì là đi chậm lắm, đi chậm lắm. Dạ. Còn nếu mà muốn đi mau nhanh á bò. Bò y gan lúc nãy. Bò vậy nè. Dạ. Bò vậy là đi mau. Ôi sao cái chân của cụ nó bị gãy vậy? Tôi ở chùa Vĩnh Long á. Dạ. Là tôi tụng kinh ở dưới, tôi tụng kinh đó là sáng đêm chiều tôi tụng, sáng đêm có treo tôi có bóng đèn, cũng đây là treo đèn đó đó. Dạ. Cũng như bạn đó bóng đèn đó, bóng đèn bật sáng nè. Dạ. Sáng dữ lắm, thấy tụng kinh thấy chữ rõ dữ lắm. Rồi tôi tụng tới khoảng chiều 6 giờ tối là tụng kinh là nó như tăng nấy đều tụng chút xíu khoảng 15-20 phút gì đó con... cái rồi nghỉ. Dạ. Còn tôi thì tôi tụng luôn tới sáng luôn. Dạ. Rồi tới khoảng 9 giờ thì nó chóng mặt tôi. Dạ. Nó chóng mặt mà tôi không có kịp ngồi là nó cắm đầu tôi, mà nó cắm đầu làm như tôi là không có sức lực gì hết, cắm gì nó lộn tôi hai ba đôi thì có bực gì đâu. Dạ. Có bực cũng như cái nào hết đi đó. Dạ dạ. Rồi cái đồ băng tới là chú cắn mấy cái đó đó, cắn mấy cái đá cái đó bậc... Dưới này là đá. Dạ. Không nó gạch bông không à. Dạ. Cắn mấy cái đó nó cắn làm như bị lậu mèo quăng cái đít tới vậy nè. Dạ. Thầy hai ba đua thầy làm như trúng mấy cái đó nó bể cái xương. Trời ạ. Cái lậu chừng hai ba đua không còn gượng gì nữa. Lậu cái khi mà tôi nằm trở lại rồi nó hết lậu mèo nữa thì không còn nhúng nhích được nữa. Nó bể cái này là không nhúng nhích được nữa, có thể là đau ghê gớm lắm. Tao nhung nhích là nó muốn chết rồi đấy. Dạ. Là cái bữa tối mùa 4 sáng gầm. Dạ. Gầm viên á. Dạ. Ở viên này là giáp năm rồi đó. Dạ. Rồi tôi mới không nhích được, mới nằm luôn. Nằm. Dạ. Luôn tới sáng, khoảng 9 giờ tối nằm luôn tới sáng. Rồi sáng rồi tắt ni đường người ta trong chùa, ta ra nó mới thấy. Thấy vậy rồi nó kêu thì tôi không còn cử động được. Cái chùa mới điện cái xe du lịch đó. Dạ. Cái xe du lịch 13 chú ngồi lại rước đưa tôi nằm bệnh viện. Bệnh viện rồi là tôi đâu có đi được, là mới ẩm, người ta mới như chú đó ẩm trời đụng tới cái tôi muốn chết rồi. Tôi đến được chết rồi, đến bữa đó là đến tôi chịu năm phút cũng không nổi, đụng cái nó muốn chết đau. Dạ. Ghê gớm hồi nào giờ á. Dạ. Mình bị thương cái thịt á, bị thương cỡ nào đi nữa cũng chưa có bằng lần đó, tôi đến chết không sao nữa. Ba đào đa đau có thể tôi chừng chịu cực chịu khổ cái chịu đau cái nào được, mà có cái lần hôm đến này đó thì hôm tôi té đó thì tổn đỉnh rồi, không còn đi lần nào cụ vô đó cụ ngồi đi là chết hay sống. Dạ.
ráng mà sống từng phút từng giây ha. Dạ cậu ơi, như thế này nè, hôm nay thì con quay trở lại đây sau khoảng gần 2 tháng con quay trở lại đây con thăm cụ. Con thấy cụ sức khỏe như thế này là cũng tốt, nhưng mà nói về sức khỏe tôi á thì cái từ hôm bữa tôi đau bệnh té này khoảng 8 năm rồi, khi hôm mới té thì nó cũng khỏe mãn phải, mà nóng lạnh nhức đầu hay là cái gì nó đau có cái chỗ gãy cái giò. Dạ. Rồi con hiểu rồi. Con đến đây để con sau khi con đăng clip của cụ lên đó thì có rất là nhiều người nước ngoài người ta xem clip của về cụ và các cô chú bác đó rất là thương cụ, rất là thương cụ với cái cảnh màn trời chiếu đất như thế này. Và như thế này nè cụ, có ở chú Hùng ở Mỹ gửi cho cụ là ở cái thùng này, hai thùng này con mới nhận được. Cái thùng này con mới nhận là gửi cho cụ để cụ bồi dưỡng, tại vì chú thấy cụ bị gầy đó nên gửi cho cụ là một thùng sữa gồm có 6 lon sữa Ensure. Nè cụ nè ha cụ, rồi là chút xíu nữa sữa này á là cụ pha với nước nóng, nước sôi cụ uống. Rồi sau đó thì con cũng có góp ý và chú Hùng đó ở Mỹ đó, chú còn gửi cho cụ như thế này, để con lấy ra cho cụ xem nè. Coi cái này thì con mới nhận được hôm qua luôn, cái này con nhận lâu, con đợi cái này về chung con đi lượt một. Rồi biết cụ như nhất mỏi thì con có nó chú có tặng cho cụ là 6 chai dầu. Rồi con để con coi, đây là cà phê cho cụ, cũng có nước sôi luôn, cà phê rất là nhiều. Rồi đây là các bánh cho cụ ăn nè. Dạ còn dầu ở đây này cụ, này dầu nè, mấy chai dầu này cụ sức được nè. Hai cụ ở đây có 6 chai, con mới nhận bên đây một chai nữa nè, 6 chai dầu nè. Chai dầu này cụ sức tốt lắm á. Đối với tôi ngày giờ này thì dạ chưa những khách đà phương mà qua có biết tới tôi mà coi như mạng biết tới tôi mà quan tâm như thế này rất là tỉ mỉ. Dạ chưa con nói hết này, để cho con nói cái cụ ha. Rồi đây là một cái thùng này là giờ gồm dầu, bánh và cà phê là tặng cho cụ khi nào mà cụ lớn, cụ có nhức mỏi gì đó là cụ xô bóp đồ. Rồi bánh thì khi nào mà cụ có buồn thì cụ ăn, còn cà phê thì pha với nước nóng với lại sữa bên đây là gửi cho cụ. Và đồng thời con cũng nhận được cái số tiền ủng hộ của hai mạnh thường quân giấu tên. Một người thì gửi cho cụ 500.000 đồng con nhận, và một mạnh thường quân giấu tên nữa là 200.000 đồng, là tổng cộng là con nhận được 700.000 đồng. Con sẽ gửi cho cụ vô cùng cụ dùng để uống cà phê. Cụ nói chị cụ uống nước thôi thì cụ dùng uống cà phê. Đây là con gửi tiền cho cụ số tiền 700.000 đồng. Với lại quà của chú Hùng ở Mỹ gồm có 2 thùng quà này. Rồi con chỉ là người mà gửi coi như là trung gian để con chuyển cái phần này đến cho cụ thôi. Chúc cụ sức khỏe. Dạ thì ở trong cái clip này thì Bùi Hồ xin cảm ơn tấm lòng tốt của cô bác quý anh chị, nhất là chú Hùng và hai mạnh thường quân giấu tên. Xin một lần nữa Bùi Hồ xin cảm ơn rất là nhiều về tấm lòng của cô bác anh chị. Dạ cụ ơi, rồi bây giờ cái này nè con đã chuyển cho cụ rồi, bây giờ mình sẽ để đâu? Bây giờ anh Thời để đây đây, rồi tôi sẽ cất, tôi sẽ lấy ba dây mũ rồi tôi đậy lại. Dạ sữa này là mình để ngoài mưa không được nha cụ. Dạ. Vì này vậy là tôi để nhờ trong nhà là cho vừa được nước rồi. Để lát nữa em nói với cái anh ở trong nhà coi ảnh đem vô trong nhà đó được không? Cái nhà này, cái chòi này người ta chòi giữa giường á chú. Dạ. Ở trong này không có gì, ở trong này để củi không à. Cái này tiền này là cụ dùng để uống cà phê hay là mua thuốc uống đó nha cụ. Dạ. Dạ rồi có mưa tôi gửi nhờ ở trong nhà. Dạ. Trong nhà để củi không à. Dạ. Bây giờ thì tạm thời con đậy lại cho cụ đi.
Rồi lát nữa cái này là cụ pha nước nóng cụ uống nha cụ. Cái này mà mình uống không hay là cụ uống với cà phê được không? Uống pha uống không vậy? Uống không cụ có thể bỏ vô một tí cà phê. À vậy cũng được hả? Dạ. Có nghĩa là cụ mua một tí xíu cà phê á. Rồi cụ phá này ra xong rồi cái cụ chế vô một tí cà phê vô cho nó hỏng ngán. Mình giống như cà phê sữa cô. À vậy đúng rồi. Dạ. Rồi cái này là bánh này là cụ để ngoài mưa không được luôn nè. Cái thùng này nè. Để tôi gửi. Dạ hai thùng này là cụ gỡ nha. Giờ tới chiều có chủ nhà tao mở cửa. Dạ. Tôi gửi nhà trong nhà cho đừng ngớ. Dạ. Rồi. Cụ ơi hôm nay con đến thăm cụ, con nghe cụ đọc về cái kinh của nhà Phật về cái tiếng Thái cũng như là tiếng Pali rồi đó. Con thấy cụ minh mẫn vẫn còn sức khỏe như thế này, con rất là vui. Và một lần nữa con chúc cụ sống trăm tuổi ha cụ.